Vâng vừa qua thì diễn biến một sự việc nam thanh niên trú tại xã Cơ Đang, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai. Theo người dân đi câu cá rồi lại ngủ quên ở bãi bồi và khi nước lũ ấp đến thì đã bám vào bụi cây, uống nước sông cầm cự suốt 9 ngày vừa qua. Vâng và phải đến chiều ngày 24 tháng 9, nam thanh niên này mới được lực lượng cứu hộ cứu nạn của công an huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai giải cứu và hiện nạn nhân đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện Mang Giang. Theo giám đốc trung tâm y tế huyện Mang Giang, sau khi được điều trị, bệnh nhân đã khôi phục sức khỏe. Tuy nhiên thì hiện vẫn còn đang bị viêm hỏng nặng và hai bàn chân đau nhức do mắc kẹt giữa sông trong một thời gian dài. Trước đó, nạn nhân cho biết vào sáng ngày 16 tháng 9, anh đã đi xem người dân câu cá ở bãi bồi trên sông Ayun rồi ngủ quên. Sau đó nước sông dâng lên cao, cuốn trôi anh Thắng khỏi bãi bồi. Rất may anh Thắng đã bám được vào một bụi cây giữa sông rồi mắc kẹt tại đó suốt 9 ngày. Cũng theo lời kể của nạn nhân, anh đã phải uống nước sông cầm cự. Tại khu vực bị mắc kẹt rất vắng người qua lại, trong người anh không có điện thoại nên không thể kêu cứu, cứu. Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã tìm đến nhanh chóng đưa áo phao, xây thường hỗ trợ, giải cứu nạn nhân vào bờ an toàn. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, nhiều người dân ở xã Kim Tân, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình bày tỏ sự bất an lo lắng khi biết tin có ba cháu bé ở địa phương mất tích bí ẩn và đã có rất nhiều những giả thiết, nghi vấn, tình huống xấu cũng đã được đặt ra cho đến giây phút vỡ hòa hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng và cụ thể sáng ngày 25 tháng 9 thì sau gần 4 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy được ba em nhỏ đang ẩn náu tại một căn nhà của người hàng xóm cách nhà ba bé này không xa và các cháu cũng kể lại quá trình sinh tồn của mình trong những ngày bị nhốt trong căn nhà không có người lớn ở bên cạnh. Sáng 25 tháng 9, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với công an huyện Kim Sơn, quân chúng ở xã Kim Tân, tiếp tục giả soát kỹ các ngõ cách dọc tuyến đường ghi vấn nơi ba anh em ruột là các cháu Trần Anh Tú 12 tuổi, Trần Thủy Tiên 8 tuổi và Trần Anh Tài 5 tuổi bị mất tích. Khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy ba cháu tại ngôi nhà hai tầng của người hàng xóm cách nhà ba bé không xa. Và theo cháu lớn, thì sáng ngày 22 tháng 9, cháu cùng với hai em đi ra cổng chơi, thấy nhà hàng xóm đang mở cửa nên đã vào trong nhà. Và Tú đã dắt hai em lên tầng chơi, xếp điện thoại do chủ nhà có wifi. Và đến buổi trưa cùng ngày khi thấy người thân nhà hàng xóm tới khóa cửa thì Tú cùng với các em lại trốn lên tầng 2. Sau đó ba cháu tiếp tục ở lại đó chơi, tự kiếm đồ ăn, nấu cơm và xem điện thoại. Do về nhà sợ bà và bố mắng nên ba cháu vẫn ở nhà đến khi cơ quan công an phát hiện. Vâng và theo tìm hiểu của phóng viên chào buổi tối thì chủ căn nhà này thì đã đi vắng nhiều ngày nay. Ở căn nhà hai tầng nơi các bé này trú ngụ những ngày vừa qua thì đóng kín cửa và bên ngoài thì rất là khó phát hiện nhìn vào bên trong. Vâng và được các đồng chí công an giao lại con anh Trần Văn Tuấn bố của ba cháu bé xúc động ôm chặt các con vào lòng nở nụ cười tươi trong niềm hạnh phúc và gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng đã hỗ trợ và tìm kiếm các cháu trở về nhà. có xin chuyển một thông tin đáng chú ý liên quan đến việc lừa đảo việc nhẹ lương cao. Đây là một câu chuyện không còn là câu chuyện mới nữa. Thế nhưng vẫn có rất nhiều những người nhẹ nhận dạ cả tin vào những lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo nhằm mong được đổi đời. Vâng, mới đây thì Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng cảnh sát Campuchia giải cứu thành công cô gái bị lừa bán sang nước này. Vào khoảng 13 giờ ngày 24 tháng 9, một người phụ nữ ngụ tại tỉnh Cà Mau đã trình báo về việc cháu mình bị lừa bán sang Campuchia đã hơn 4 ngày. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Được sự hỗ trợ về nghiệp vụ của Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị đã liên hệ phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Campuchia tiến hành tìm kiếm cô gái. Cho đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đã tìm thấy nạn nhân sinh năm 1991 tại một tụ điểm giải trí ở tỉnh Campos, Vương quốc Campuchia. Tụ điểm này do người nước ngoài làm chủ, và ngay sau đó nạn nhân đã được trao trả cho đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên. Hiện đơn vị đã thông báo về gia đình nạn nhân, đồng thời phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên hỗ trợ vật chất ổn định về tinh thần. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo các cán bộ chuyên môn phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xác minh xử lý vụ việc theo luật định. Trước đó, thì vào đầu tháng 8, lực lượng chức năng của tỉnh Tiền Ninh cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng của phía Campuchia để triệt phá đường dây mua bán người từ Việt Nam qua nước bạn và qua đấu tranh xác minh đối tượng cầm đầu là Phạm Thị Kim Anh mới 21 tuổi trú tại Đồng Nai với chiêu trò lừa đảo với mức lương từ 1.000 đến 2.000 đô la Mỹ mỗi tháng và sau khi các nạn nhân sang Campuchia thì Anh cùng đồng bọn tìm cách bán những người này cho công ty cờ bạc lừa đảo ở Campuchia với giá mỗi người từ 100 đến 500 đô la Mỹ. Thưa quý vị vào ngày 25 tháng 9, Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan tiêu hủy khoảng 1,3 tấn ma túy các loại là vật chứng liên quan trong 126 vụ án hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể trong số 126 vụ án, đáng chú ý có đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng ma túy lớn, đặc biệt nghiêm trọng xuyên quốc gia do Hoàng Jianchen, 26 tuổi người Đài Loan cầm đầu. Ma túy được các đối tượng cất giấu trong các mô tơ điện có khối lượng hàng tấn, được rút lõi và giấu bên trong. Mỗi mô tơ có khoảng 30 kg ma túy và được vận chuyển từ Campuchia về Tây Ninh, rồi đưa về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển đến kho hàng đông lạnh tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Tiếp theo, các đối tượng thu mua các dạ dày heo, đóng vào bên trong mỗi dạ dày 100 g ma túy. Với thủ đoạn tinh vi, Hoàng Jensen cùng đồng phạm đã vận chuyển chót lọt 3 chuyến ma túy, tổng khối lượng hơn 270 kg từ Hà Nội lên Cao Bằng và chuyển sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Trong vụ án này, chủ mưu vụ án đã bị tòa tuyên án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó sự việc một nam thanh niên tử vong sau khi cắt bao quy đầu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba của tỉnh Phú Thọ vừa qua thì đã thu hút sự chú ý rất lớn từ phía dư luận. Một câu hỏi được đặt ra đó là vì sao cắt bao quy đầu là một thủ thuật được cho là rất đơn giản nhưng lại có thể gây tử vong. Một số giải đáp của chuyên gia về vấn đề này. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tuấn Đạt, phụ trách chủ nhiệm khoa Nam học Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hiện nay không ít người cho rằng cắt bao quy đầu chỉ là một thủ thuật đơn giản có thể thực hiện ở bất kỳ một cơ sở y tế nào. Tuy nhiên khi mà thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân, bao giờ các y bác sĩ cũng phải tiêm thuốc tê. Có một tỷ lệ rất nhỏ bệnh nhân bị sốc phản vệ với thuốc tê và trường hợp của nam thanh niên ở Phú Thọ là một ví dụ điển hình. Ngoài ra thì có một số cơ sở y tế quảng cáo là cắt bao quy đầu là đơn giản. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dù không phải là kỹ thuật phức tạp, nhưng mà quá trình thực hiện cắt bao quy đầu ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng bệnh nhân thì lại là những phản vệ do thuốc gây tê gây, gây ra. Việc tiêm thuốc gây tê cho bệnh nhân cũng cần phải có kỹ thuật đúng nếu trong tình huống các kỹ thuật viên hoặc là người thực hiện tiêm thẳng thuốc tê vào mạch máu thì dẫn tới thuốc tê bị đưa số lượng lớn ngay lập tức vào cung lượng tuần hoàn và việc này thì rất là nguy hiểm vì thế là việc cắt bao quy đầu cần được thực hiện tại các cơ sở rất là uy tín. Và thực tế thì đã có những phòng khám nam khoa tư nhân vẽ bệnh moi tiền của người bệnh chi phí cắt bao quy đầu gấp rất nhiều lần các cơ sở y tế công lập và để tránh gặp phải tình trạng tình huống xấu tương tự, tiền mất tật mang thì người dân cần lựa chọn những cơ sở khám nam khoa uy tín ở các bệnh viện lớn. Thưa quý vị, Hà Nội yêu cầu các quận huyện lập danh sách người trả giá cao hơn thị trường để chúng đấu giá nhưng không nộp tiền, công khai trên các trang thông tin của các huyện, sở tài nguyên và môi trường. Vâng và yêu cầu này được đưa ra ở trong bối cảnh thời gian gần đây thì nhiều nhà đầu tư bỏ cọc khi mà chúng đấu giá các cái lô đất ở ngoại thành thủ đô với mức giá cao gấp rất nhiều lần với giá khởi điểm. Theo đó, thì Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy định, nhấn mạnh là hạn chế tổ chức đấu giá để giao đất cho cá nhân tự dựng nhà ở. Đồng thời ưu tiên việc đấu giá đất có thu tiền sử dụng cho thuê đất với đối tượng là tổ chức để thực hiện dự án đầu tư. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đánh giá động thái nêu trên sẽ giúp đảm bảo lựa chọn được chủ đầu tư có đủ năng lực thực hiện dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện lập danh sách các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để chống đấu giá nhưng lại không nộp tiền. Sau đó thì danh sách này sẽ được công khai trên trang thông tin của các huyện, sở tài nguyên và môi trường. Công an thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ xem xét các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện vi phạm về đấu giá đất. Ngoài ra thì lực lượng công an cũng cần đề xuất giải pháp ngăn chặn hoặc là hạn chế việc tiếp tục tham gia đấu giá với các trường hợp trả giá chúng cá bất thường nhưng lại bỏ cọc.